Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em có thêm một sản phẩm cực kỳ là phổ thông. Đây là chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.5, sản xuất năm 2017. Chiếc xe này là mẫu mới rồi mọi người nhé, mẫu của 2018-19, màu trắng, biển số Hà Nội, chạy được 6.9 km, mới thay dàn lốp mít mọi người nhé. Một trong số những sản phẩm mà cá nhân em đã bán rất là nhiều rồi, và gần như những cái chiếc xe này thì không phải giới thiệu với khách hàng quá nhiều, bởi vì mọi người cũng nắm được thông tin hết rồi. Dòng này thì option của nó thì quá là phổ thông rồi, mọi người không lạ lắm gì. Chiếc này là em đang mua đổi cát của một anh mua GLC của bên em mọi người nhá. Nên là hiện tại thì đồ đạc vẫn còn nguyên, ghế trẻ em này. Cái này sau video này thì em sẽ cho xe đi spa và dọn dẹp lại, tháo đồ trả lại cho chủ cũ và trả cả biển số luôn. Đổi GLC của bên em mọi người nhá. Về một chiếc xe mà đang sử dụng cho gia đình sử dụng như thế này thì cá nhân em thấy khá là ok rồi, bởi vì là cái nước sơn của nó cũng khá là đều. Đây là còn chưa phải làm gì mọi người nhá. Lốp mít này. Cái này em sẽ quay nhanh thôi, mong mọi người thông cảm. Các mọi người xem video có thể là nó hơi khó chịu bởi vì là em di chuyển hơi nhiều, hơi nhanh. Nhưng mà cũng không sao đâu. Cái này thì để cho mọi người nắm được thông tin là chủ yếu thôi. Dòng này thì phổ thông lắm rồi. Đấy, tất cả những cái phím tinh chỉnh này. Đây ạ, mọi người nhìn này, 69.000 km mọi người nhá. Phiên bản 2.5 có thêm cái hắt kính hiển thị tốc độ trên kính lái này. Đó. Cửa sổ chơi. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có cảnh báo lệch làn, cốp điện. Nhớ ghế hai vị trí này, chỉnh ghế 12 hướng này. Đấy, đầy đủ hết. Ga tự động cruise control, vô lăng còn đẹp nhá mọi người nhá. Loa bầu. Cái này thì em sẽ xin phép đọc sẽ quay nhanh một chút để cho mọi người có thể xem qua được. Đấy, đây kể cả ốc tai này đều rất là chuẩn, chỉ zin nguyên bản. Mua xe này thì tiết kiệm ngay được đôi một dàn lốp rồi, và đăng kiểm cũng mới đăng kiểm lại đến tận năm 2025 cơ. Nên là cũng yên tâm. Những cái chi tiết nhỏ này tuy nhiên nó không đáng mấy tiền, nhưng mà nó tiết kiệm được khá là nhiều thời gian cho quý khách hàng khi mà mua xe, đỡ phải lặt vặt những cái việc nhỏ, gần như là mua về chỉ việc chạy thôi. Sau video này thì sẽ cho xe đi spa và làm thủ tục trả lại biển số cho chủ cũ mọi người nhé. Nên là các anh chị không quá quan tâm về cái biển này, bởi vì khi chúng ta mua thì chúng ta sẽ bấm biển mới định danh theo tên của mình. Đó. Xin nhắc lại mọi người một lần nữa nhé, Mazda CX-5 2017 phiên bản 2.5, bản cao cấp nhất đấy ạ, 2.5. Đó. Còn một bản cao cấp hơn, nó là bản 2 cầu. Tuy nhiên là CX-5 này 2 cầu và 1 cầu thì nó không lệch nhau quá nhiều tiền đâu. Lệch nhau có, nếu em nhớ không nhầm, nó khoảng 19 triệu. Nó chỉ là một cái cấu trúc để kết nối cầu trước và cầu sau lại thôi. Nhưng mà đồng nghĩa với việc nó sẽ tốn nhiên liệu hơn. Cái động cơ Skyactiv này thì nó khá là tiết kiệm nhiên liệu. Nên là cũng khá là yên tâm. Nôm na và đơn giản thì hiện tại bên em đang bán chiếc CX-5 với giá là 599 triệu mọi người nhá. 599 triệu cho chiếc CX-5 này. Anh chị em nào nếu có nhu cầu mua thì có thể liên hệ bên em sớm, bởi vì những sản phẩm phổ thông như thế này thì bán rất là nhanh. Địa chỉ em ở số 3 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội mọi người nhá. Chi tiết hơn là mọi người vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đang để trên màn hình. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em ở trong video này. Xin chào và hẹn gặp lại.